Sáng ngày 22 tháng 12, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm chúc mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 tại Trung đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 330 Quân khu 9 và Lữ đoàn 6 Pháo binh Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Bí thư tỉnh ủy Do Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tích cực cùng các cấp các ngành của tỉnh An Giang tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn các loại tội phạm, hỗ trợ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Qua đó, mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 3 và Lữ đoàn 6 pháo binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng dễ dàng của quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ dự vững quốc phòng an ninh, giữ dự vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp.